chào các bạn, mình là Thiều Huyên và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ squat và review một dòng show mới của nhà BBA tên là BBA Never Dieting Version 2 trong chủ đề Love Series với 4 màu son ngọt ngào phù hợp cho các cô nàng nữ tính và đáng yêu. Nhìn tổng quan thì version lần này có packaging khá đơn giản, thân hình trụ trắng đục có thể nhìn thấy màu son bên trong và nắp màu tím nhạt trông cũng khá nhẹ nhàng và mơ mộng. Đến với màu son đầu tiên, 06 Go Stray là một màu hồng Barbie, đầu cọ dài, tròn, hơi cứng và xuôi nghiêng xuống để dễ tán trên môi. Mình cứ nghĩ son tinh khi lên môi sẽ hơi khô, nhưng chất son em này lại khá mềm, mượt và dễ tán. Khi thoa lên môi sẽ có cảm giác như đi kèm với một lớp son dưỡng nữa, mặc dù mình đã dùng son dưỡng trước đó rồi. Ban đầu sẽ có một chút bột, nhưng càng tán thì lớp son lại càng trở nên mượt và đều màu hơn. Với sắc tố môi mình thì màu 06 này lên như một màu hồng cánh sen và có thêm ánh neon vậy. Màu này sẽ khá kén da và dìm màu răng, phù hợp với những bạn có tông da sáng và lạnh hơn. Màu son tiếp theo là 07 Gold Destiny, là một màu hồng Sakura. Em này vẫn phù hợp với những bạn có tông da sáng và lạnh hơn. Một lưu ý khi dùng màu này là các bạn nên có thêm make up mắt và má hồng nhé, nếu không thì gương mặt sẽ trông khá là nhợt nhạt. Mặc dù có ánh cam nhưng cũng không giúp cho màu son đậm hơn. Nếu như các bạn muốn make up nhấn vào đôi mắt nhiều hơn thì có thể thử qua màu son này, hoặc các bạn có thể mix với các màu son đậm khác để tổng thể trông hài hòa hơn nếu sở hữu một em màu hồng Sakura này. Mùi của em này khá ngọt, nếu ngửi sơ qua thì khá dễ chịu, nhưng nhiều sẽ hơi hắc một chút. Khi lên môi thì tầm vài phút mùi sẽ bay hết. Màu son thứ ba là 08 Gold Love, là một màu cam đào. Rất mừng là màu này có thể dùng cho bạn có tông da trung bình đến hơi sáng. Màu này khá dễ dùng, các bạn học sinh có thể dùng khi đi học hoặc dùng hàng ngày đều được. Tuy nhiên cũng cần phải make up một chút mắt và má hồng để gương mặt trở nên tươi tắn hơn nhé. Trong 4 màu son thì màu này khá phù hợp với make up look ngày hôm nay của mình, nên đây cũng là màu son mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập Love Series lần này. Với dòng son tinh này thì mình chỉ tô một lớp nhẹ nhàng vừa đủ thôi. Khả năng bám màu của em này cao, giữ màu tầm 4-5 tiếng, kể cả khi uống nước hoặc ăn đồ ăn nhẹ. Sau đó thì chỉ để lại một lớp space màu hồng nhạt. Và màu cuối cùng là 09 Gold Liberty, là một màu hồng san hô. Tuy là màu hồng san hô có pha ánh cam nhưng khi lên môi mình lại cho ra màu cam nhiều hơn. Màu này có thể dùng với những bạn có làn da trung bình cho tới sáng đều được. Nếu để chọn ra thì đây là cây mảnh thất thứ 2 sau màu 08 Gold Love. Vì 4 màu son hôm nay thuộc chủ đề Love Series ngọt ngào nữ tính, nên các màu son sẽ hơi sáng và sến một chút, phù hợp với các bạn có làn da hơi sáng và lạnh. Với giá hiện tại là 145.000 cho một cây son, có thể giữ màu 4-5 tiếng không lem trôi hoặc dính thành ly thì khá phù hợp cho các nàng bánh bèo ngọt ngào. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like video, subscribe kênh và nhấn nút chuông để nhận những thông báo cho video mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp mọi người trong video sau.